chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm chả giò nha mọi người. Để chia sẻ mọi người xem cho vui nha. Thì ở đây mình có khoai lang mình bào sợi. Cái này là tôm, rồi cái này là thịt nạc, rồi cái này là nấm mèo. Mọi người có thể ăn bao nhiêu thì bỏ bao nhiêu, chứ mình không cần phải số lượng gì đâu mọi người ơi. Này bây giờ mình sẽ cho vô đây một ít tiêu. Đó, mình cho vô một ít tiêu, mình cho một chút xíu tình no. Tại vì mình ăn cũng vừa vừa thôi, không có ấy lắm, cho nên là mình sẽ không cho muối nha mọi người. Chỉ cho chút xíu tình no, chút xíu bột ngọt, chút xíu nước mắm. Mắm cho dậy cái mùi tôm với thịt lên đó mọi người. Bây giờ ở đây là mình có hành lá với lại hành tím và tỏi. Đó, mình cho vô luôn, cho hết vô luôn. Mình sẽ đặt vô hai cái hột gà. Đây. Bây giờ mình sẽ trộn lên. Sau đó mình gói ha. Đây mọi người ơi, mọi người nhìn thấy nè, khoai lang rất nhiều nha. Thịt với lại tôm ít hơn, tại vì mình thích ăn cái khoai lang á, thích ăn rau nhiều quá cho nên là mình cho nhiều, tùy theo gia đình của mình thôi. Mình thích ăn thịt nhiều thì mình cho thịt nhiều, mình hoặc là nếu mà mọi người có thể không cho khoai, mọi người làm tôm thịt không cũng được nữa, tùy theo khẩu phần với lại tùy theo cái sở thích của mình. Đây mọi người, mình mua cái bịch, mọi người thử mua cái bịch bánh tráng bò bía này đi, về cuốn chả giò nó sẽ rất ngon nha mọi người, mình không cần nước luôn. Giờ mình cuốn cho mọi người coi nha. Tiện lắm luôn á, mình không có cần phải ấy nước vô mà chiên lên nó ăn rất là ngon nha mọi người. Đây, mọi người thấy tiện không? Cuốn đầu tiên cho nên nó sẽ chưa có quen tay đâu nha mọi người. Mọi người thử làm chả giò đi. Mình làm chả giò là khoai môn hoặc khoai lang sẽ rất là ngon luôn á. Nếu mà ai chưa ăn khoai lang thì thường là mọi người làm khoai môn nhiều. Khoai lang thì mọi người cứ làm thử đi, ăn nó cũng sẽ ngon như khoai môn vậy đó. Này thì mình không cần nước luôn nên mình cuốn nó rất là dễ dàng. Đây. Đây mọi người ơi, mình làm xong hết rồi. Bây giờ cái này mình cũng đã chiên rồi nè, một ít để mình ăn liền. Đây là nước mắm nha mọi người. Trời, xin mời mọi người ăn cùng với gia đình của mình nhé.